chắc yêu một người. Giờ thì toàn muốn quên quên sạch mà sống chỉ một mình. Từng thật lòng với nhau nhưng sự thật quá sốc từ khi em muốn rời đi, trân trọng người ta đau thế mà. Kết thúc thật sao? Vì một người mới nhanh hơn ở lời vung đắp tình mình. Vậy thì thà nói luôn ngay từ đầu anh không hợp đâu. Để đến tận này tổn thương một năm cũng chẳng bằng đau nhiều năm. Nên trái